đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi người vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi nhà sung vầy, ấm áp, yên bình. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi việc thuận lợi, may mắn, thành công. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi ước mong đẹp, thực hiện, trọn vẹn. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi người cùng hát, cùng nhảy, cùng chơi. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi người cùng chia sẻ, cùng quan tâm, cùng yêu thương. Sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Mỹ nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Tết nguyên đáng là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt, là thời gian để xung họp gia đình, thăm hỏi bạn bè, và cầu chúc nhau một năm mới an khang, thịnh vượng. Tuy nhiên, đối với những người Việt sống ở Mỹ, xa quê hương, xa cha mẹ, Tết cũng là dịp để thể hiện sự gắn kết, đoàn kết và bảo tồn văn hóa của cộng đồng. Trong năm giáp thìn 2024, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt đa dạng và phong phú nhằm mang lại không khí Tết vui tươi, ấm áp và ý nghĩa cho mọi người. Dưới đây là một số hoạt động tiêu biểu. Hội chợ Tết, đây là một trong những hoạt động truyền thống và được mong đợi nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Hội chợ Tết là nơi để mọi người mua sắm những đồ dùng, quà tặng và đặc sản Tết, cũng như thưởng thức những món ăn ngon, những tiết mục văn nghệ hấp dẫn và những trò chơi vui nhộn. Hội chợ Tết cũng là nơi để mọi người gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm, cảm xúc và mong ước về năm mới. Năm nay, hầu hết các bạn có đông người Việt đều tổ chức hội chợ Tết vào cuối tháng giêng, kéo dài từ 2 đến 3 ngày tại các trung tâm hội nghị, công viên hoặc nhà hàng lớn. Một số hội chợ Tết nổi bật có thể kể đến như Hội chợ Tết Cộng đồng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Capitol Banquet Center, Mississauga, Canada, Hội chợ Tết Ốc tại Đại sảnh Đường Tự Do, Min Square Park, Fountain Valley, California, Hội chợ Tết Houston tại NRG Center, Houser, Texas, Hội chợ Tết Seattle tại Seattle Center, Seattle, Washington, và Hội chợ Tết Atlanta tại Georgia National Fairgrounds và Agri Center, Terry. Georgia. Lễ hội áo dài, đây là một hoạt động văn hóa đặc sắc và độc đáo của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Lễ hội áo dài là nơi để tôn vinh và khẳng định giá trị của áo dài Việt Nam, là biểu tượng của vẻ đẹp, duyên dáng và tinh tế của phụ nữ Việt. Lễ hội áo dài cũng là nơi để mọi người tham gia các hoạt động như thiết kế, may và trình diễn áo dài, xem triển lãm, hội thảo và phim tài liệu về áo dài và tham gia cuộc thi ảnh, vẽ và viết về áo dài. Năm nay, lễ hội áo dài đã được tổ chức tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, như lễ hội áo dài Việt Nam tại Chùa Điều Ngự, Westminster, California, lễ hội áo dài San Jose tại San Jose City Hall, San Jose, California, lễ hội áo dài Boston tại Boston City Hall, Boston, Massachusetts, và lễ hội áo dài New York tại Flushing Town Home, Flushing, New York. Lễ cầu an, đây là một hoạt động tâm linh quan trọng và thiết thực của cộng đồng người việt ở mỹ lễ cầu an là nơi để mọi người cầu nguyện cho sự bình an may mắn và hạnh phúc cho bản thân gia đình và cộng đồng trong năm mới lễ cầu an cũng là nơi để mọi người tỏ lòng biết ơn kính trọng và tưởng nhớ đến những người đã khuất những người đã hy sinh và những người đang gặp khó khăn năm nay lễ cầu an đã được tổ chức tại nhiều nơi linh thiêng và trang nghiêm của mỹ như lễ cầu an tại đền thờ quốc gia Washington, Washington DC, lễ cầu an tại chùa Bát Nhã, San Diego, California, lễ cầu an tại chùa Phổ Quang, Houston, Texas và lễ cầu an tại chùa Phật Quang, Orlando, Florida. Những hoạt động sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Mỹ nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 đã mang lại cho mọi người những trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa, góp phần duy trì và phát huy truyền thống, văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam. Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024, chúc cộng đồng người Việt ở Mỹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Thói quen của người Việt ở Mỹ, lên chùa vào đêm 30 Tết, đón giao thừa, hái lộc. Người Việt ở Mỹ là một trong những cộng đồng người gốc Á lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tại đất nước này, một một. Họ đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của xã hội, kinh tế, văn hóa và giáo dục của Mỹ, hai hai. Tuy nhiên, họ vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc việt nam đặc biệt là trong những dịp lễ hội quan trọng như tết nguyên đáng tết nguyên đáng là dịp lễ lớn nhất trong năm của người việt là thời gian để xung họp gia đình thăm hỏi bạn bè và cầu chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng người việt ở mỹ cũng không ngoại lệ họ luôn tìm cách để tổ chức và tham gia các hoạt động tết bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với quê hương cha ông và cộng đồng một trong những thói quen đặc sắc của người Việt ở Mỹ là lên chùa vào đêm 30 Tết, đón giao thừa hái lộc. Đây là một phong tục tập quán mang đậm nét văn hóa tôn giáo, tâm linh và nhân văn của dân tộc Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, đêm 30 Tết là thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, là lúc để cầu nguyện cho sự bình an, may mắn và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong năm mới. Lên chùa vào đêm 30 Tết cũng là cách để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với các vị Phật, Bồ Tát và các bậc tiền nhân đã ban phước lành cho mọi người. Người Việt ở Mỹ thường lựa chọn những ngôi chùa có uy tín, lịch sử và đông đảo Phật tử để lên thăm và cúng dường vào đêm 30 Tết. Một số ngôi chùa nổi tiếng có thể kể đến như Chùa Điều Ngự tại Westminster, California 33, Chùa Pháp Vân tại Houston, Texas, Chùa Viên Giác tại San Diego, California chùa Phật Quang tại Orlando, Florida và chùa Pháp Hoa tại Philadelphia, Pennsylvania. Tại các ngôi chùa, người Việt ở Mỹ thường tham gia các nghi lễ như thắp hương, cúng dường, niệm Phật, tụng kinh, lễ chúc tụng, lễ phóng sinh, lễ cầu an, lễ cầu siêu, lễ tưởng niệm và lễ hái lộc. Đặc biệt, lễ hái lộc là một nghi lễ quan trọng và được mong đợi nhất của người Việt ở Mỹ lễ hái lộc là việc người dân xếp hàng để nhận những vật phẩm may mắn từ các vị sư như hoa mai, hoa đào, quả dừa, quả bưởi, quả cam, quả quất, bánh chưng, bánh tét, kẹo mứt, tiền lì xì, chữ phúc, chữ lộc, chữ thọ, hoặc những câu đối, câu thơ, câu chúc Tết. Người dân tin rằng những vật phẩm này sẽ mang lại cho họ nhiều điều tốt lành và may mắn trong năm mới. Thói quen của người Việt ở Mỹ, lên chùa vào đêm 30 Tết, đóng giao thừa hái lộc là một nét đẹp trong văn hóa dân tộc thể hiện sự lạc quan hiếu khách và ham học hỏi của người việt đây cũng là một cách để bày tỏ mong ước về một năm mới tốt lành và hạnh phúc phong tục đi xem hướng ngày mồng một tết đầu năm của người việt tết nguyên đáng là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người việt là thời gian để xung họp gia đình thăm hỏi bạn bè và cầu chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng trong những ngày đầu năm người việt còn có một phong tục độc đáo và đặc sắc đó là đi xem hướng đi xem hướng là việc ra ngoài đi đến một nơi nào đó theo một hướng nào đó với mong muốn năm mới sẽ gặp nhiều may mắn tài lộc và hạnh phúc theo quan niệm dân gian hướng đi có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người vì thế người ta thường chọn hướng đi phù hợp với tuổi mệnh và ngày giờ của mình để biết được hướng đi nào là tốt người ta thường tham khảo các bản xem hướng hoặc hỏi ý kiến của những người am hiểu về phong thủy, tử vi, hoặc tín ngưỡng. Một số người còn mang theo la bàn để xác định hướng đi chính xác. Ngoài việc chọn hướng đi, người ta còn chọn nơi đến sau cho có ý nghĩa và phù hợp với mong muốn của mình. Một số nơi thường được chọn làm điểm đến khi đi xem hướng là: chùa, miếu, đền, đây là nơi để người ta cầu nguyện, hái lộc, xin chữ, hoặc tham gia các lễ hội văn hóa, tôn giáo đi chùa vào ngày mồng một tết cũng là cách để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với các vị thần linh bậc tiền nhân và những người đã có công với đất nước công viên khu du lịch bãi biển đây là nơi để người ta thư giãn vui chơi ngắm cảnh hoặc tắm biển đi những nơi này vào ngày mồng một tết cũng là cách để tận hưởng không khí mùa xuân hòa mình vào thiên nhiên và khởi đầu một năm mới sôi động năng động nhà hàng quán ăn quán cà phê đây là nơi để người ta ăn uống nói chuyện gặp gỡ bạn bè hoặc làm quen với những người mới đi những nơi này vào ngày mồng một tết cũng là cách để thưởng thức những món ăn ngon giao lưu văn hóa và mở rộng mối quan hệ xã hội phong tục đi xem hướng ngày mồng một tết đầu năm của người việt là một nét đẹp trong văn hóa dân tộc thể hiện sự lạc quan hiếu khách và ham học hỏi của người việt đây cũng là một cách để bày tỏ mong ước về một năm mới tốt lành và hạnh phúc Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh năm Phú Đăng Hỏa. Dân gian tin rằng, mỗi năm có vị quan hành khiển cai quản dân gian, hay gọi cách khác là Thái Tuế. Người ta tin rằng, những người thuộc tuổi con giáp xung khắc với năm Giáp Thìn sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở và tai ương trong năm. Những tuổi con giáp xung khắc với năm Giáp Thìn là Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi và Tuất. Do đó, những người thuộc những tuổi này nên chọn hướng đi và nơi đến cẩn thận khi đạp đất để tránh những điều không may và hút vận khí tốt cho năm mới theo các bản xem hướng những hướng đi tốt cho những tuổi này trong năm giáp thìn là đông bắc tây bắc tây và tây nam những nơi đến tốt cho những tuổi này trong năm giáp thìn là những nơi cao ráo sạch sẽ thoáng mát có nhiều cây xanh hoặc có nhiều người tốt tính thành đạt và hạnh phúc đón xuân giáp thìn chúc tết đầu năm mọi người vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi nhà sung vầy, ấm áp, yên bình. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi việc thuận lợi, may mắn, thành công. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi ước mong đẹp, thực hiện, trọn vẹn. Đón xuân giáp thìn, chúc Tết đầu năm. Mọi người cùng hát, cùng nhảy, cùng chơi đón xuân giáp thìn chúc tết đầu năm mọi người cùng chia sẻ cùng quan tâm cùng yêu thương